từ khi mà nghe giảng của sư phụ là không muốn đi chùa nữa. Sai nhất, chùa bây giờ đa số là community service. Mỗi ông thầy sáng thức dậy là mong cho có ai có đám tang đám ma, có nghĩa là mong ai có người chết rồi ổng thì cũng là ok, phong tục của mình không có đến, không đến nổi. Nhưng ngược lại có những ông thầy chuyên lợi dụng lòng từ bi của Phật tử để mà làm tiền á thì là không đúng. Chứ còn cha mẹ mình ở trong đó, mỗi sáng ở chùa đó, mình không có cử quyền chạy tới chạy lui, nhưng mà chạy về nhà thì khi mình cúng, chạy về chùa là ở trong đó có bạn đạo thì mình cũng nên đi chùa. Mình cũng phải nên cúng dường cho mấy ông thầy, mà cúng bình thường thôi. Thí dụ nhà đó, chùa đó trả ốp, thuê ốp rồi không có nợ thì mình cho 40, 50, bữa nào lễ gì tết thì mình cho 100. Nhưng mà mình không có phải về là dạng như mới tính mà chạy theo nghe mấy ông giảng. Thầy đọc kinh cho người mất thì khác, còn mình vô đó mình nghe mấy ổng giảng để mà kéo phe đông rồi ăn uống tụ tập mất thì giờ, thì giờ ở nhà nằm nghe kinh kệ rồi nó hay hơn. Nhưng mà cũng phải đi nha, để mình điển tránh cái đó. Còn những gì chuyện nói trên mạng á, chị không, chị thấy mấy ổng tiền á thì chị không có buồn cái vụ tiền, tiền mấy ổng gạt Phật tử. Chuyện buồn là gì, hư một dân tộc. Tại vì cái lòng chị yêu nước, yêu tiếng nói của tôi mà để hư một dân tộc, để cái dân tộc không có đạo đức, dân tộc để bị diệt chủng á, thì nước Việt đang đi trên đường diệt chủng. Giờ coi đi, bển Trung Cộng sắp bỏ ra 40 triệu người vô Hải Phòng, Đà Nẵng để làm chi? Hồi xưa Mao Trạch Đông á, lúc thời nạn đói á, chết 60 triệu người coi như phá. Rồi bữa Thiên An Môn á, mười mấy triệu người, ủi giống như là đống thịt bằm, thịt trà bông vậy đó. Rồi thời Hồng Quân vậy đó, họ giết một lần 60 triệu người, đào hố dục xuống. Nước Việt mình có mấy chục triệu người nhầm vậy? Diệt chủng trong vòng 10 năm là mất gốc rồi. Nên á, còn mấy thầy vô tình á, làm cho thế hệ nhỏ nó không có đạo đức, nước Việt sẽ bị xóa sổ trên bản đồ thế giới. Chị mới lên tiếng. Ngoài ra tiền bạc chị không có màng mấy ổng, không có làm gì, làm gì chuyện tiền bạc.